Now it's time for his question. If you had the opportunity to get a message across a large group of people, what would your message be? Có cơ hội để gửi một thông điệp đến với tất cả mọi người thì anh sẽ gửi thông điệp gì? สวัสดีครับ. Xin chào, tôi xin trả lời phần thi ứng xử của tôi bằng tiếng Việt Nam. Công việc hiện tại của tôi là làm nông. Tôi rất vui và công việc của mình tôi sẽ truyền cảm hứng và nói với mọi người rằng tôi sẽ được mọi người quý mến và cảm hứng của tôi dành cho mọi người. Xin cảm ơn. ขอบคุณค่ะ. So translation. สวัสดีครับทุกคนผมชื่นชอบในการปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกผักเพราะฉะนั้นผมอยากจะส่งแรงบันดาลใจถึงทุกคนว่าอยากให้ทุกคนจงปลูกต้นไม้และรักษาต้นไม้เหมือนกับต้นไม้ปกป้องให้พวกเราค่ะ Alright, so the English translation, he said that he is a farmer and he likes growing plants, right? And he wants to everyone to grow plants just to love the environment. Is that right? Okay, thank you so much, Mr. Global Vietnam, for your ideas and for your answers.